Trích Di Phương Trinh vẫn duy trì một việc với mẹ chồng sau khi ly hôn bằng Kiều. Trích Di Phương Trinh cùng ba quý tử có buổi gặp gỡ ấm cúng cùng mẹ chồng cũ. được ca sĩ chia sẻ, mặc dù không ở cùng nhau, nhưng mẹ chồng cũ luôn dõi theo những bước đi của các con cháu. Thời gian rảnh, Trích Di Phương Trinh đưa các con sang thăm bà nội để tình cảm bà cháu thêm gắn kết. Cô kể, 40 năm nhìn lại, hôm qua bà nội gọi và nói, chiều nay con đưa tụi nhỏ đi ăn với mẹ, mẹ nhớ tụi nó quá. Sẵn mừng câu Linh được nhận vào trường đại học luôn. Mấy bài của con viết mẹ đọc không sót bài nào. Thế là chiều hôm qua, bốn mẹ con đi ăn với bà nội. Bà nội cũng gọi rủ bà ngoại, nhưng lúc đó bà ngoại đã ăn rồi. Mỗi lần đi ăn, tụi nhỏ toàn chọn nhà hàng Mỹ, nên bà ngoại ít khi đi chung. Chương trình là ăn xong sẽ đưa bà nội về nhà rồi chở bếp lên thẳng Hollywood để ngày hôm sau đi học. Khi lên xe, bà nội bảo con cho mẹ đi cùng đưa bếp về trường với. Trước giờ mình lo bà nội đi xa mệt nên chưa có cơ hội đưa bà lên chỗ bếp ở để xem. Hôm nay tự nhiên bà nội đòi đi nên mình chiều theo ý. Có thể thấy sau nhiều năm ly hôn bằng Kiều, Trích Di Phương Trinh với mẹ chồng của luôn gắn bó, cùng nhau chăm sóc cho các cháu nội của bà. Dù đã ly hôn với bằng Kiều, nhưng Trích Di Phương Trinh khẳng định cô không ly hôn với nhà chồng. Trích Di Phương Trinh cùng ba quý tử có buổi gặp gỡ ấm cúng cùng mẹ chồng cũ. Trích Di Phương Trinh luôn đồng hành cùng các con trong mọi hành trình, không chỉ là người mẹ, cô và các con thân thiết như những người bạn để mẹ con thoải mái tâm sự mọi chuyện cùng nhau nữ ca sĩ trải lòng nhiều người cho rằng mình hy sinh quá nhiều cho các con nhưng thật ra mình không cho đó là sự hy sinh khi các con chưa trưởng thành chúng ta có bổn phận phải lo cho chúng đến nơi đến chúng có những đứa trẻ biết tự lập từ sớm nhưng con số đó không nhiều phần đông các con cần sự hướng dẫn và dìu dắt của chúng ta một đứa trẻ tự ti thì không thể nào là một đứa trẻ happy có thể vì mình đã trải qua quãng đời tuổi trẻ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nên mình biết cần phải làm gì cho các con muốn dành nhiều thời gian nói chuyện để hiểu chúng hơn nhiều bậc cha mẹ bù đắp cho sự vắng mặt của mình bằng tiền bạc bằng vật chất nhưng thứ chúng cần không tốn tiền đó là tình cảm và sự chăm sóc của chúng ta đó cảm ơn bà nội đã đẩy bố mẹ con con đi ăn sau khi ly hôn bằng kiều và trích di phương trinh vẫn đối xử với nhau một cách văn minh khiến nhiều người ngưỡng mộ mặc dù không còn chung sống nhưng cặp vợ chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết